Rồi, ví dụ đầu tiên trong trường hợp này là thầy giả lập ha, giả lập một nhóm sinh viên bằng cái nhóm test thì được mời vô trong cái team là cái team test ha. Thì nhóm trưởng á vô trong cái team test này có thể add person. Ví dụ như gõ cái tên của một cái người nào đó thì sẽ ra được cái person này sẽ invite đây. Ví dụ bấm invite thì nhóm trưởng sẽ invite tất cả những cái thành viên trong nhóm ha. Này nó hơi chậm ta, sẽ bấm nó không nhảy. Thôi đại khái là vậy đi ha. Rồi. Đây nó có hai phần ha, đây là team member và repository. Thì mỗi một team thì nó có một repository tương ứng. Team test thì có repository test. Tiếp theo là chúng ta cần nộp cái gì đó lên trên cái repository hướng dẫn thực hành. À đúng rồi, cái tên đó là tên tài khoản đó bạn ha, không phải là tên bất kỳ đâu. Các bạn thành viên phải đăng ký tài khoản trước ha, rồi mới thông báo cho nhóm trưởng. Rồi giờ chúng ta muốn ví dụ như commit một cái sửa đổi gì đó lên trên cái hướng dẫn thực hành thì các bạn có hai loại sửa đổi, là sửa đổi một cái file hoặc là upload cái file mới ha, thì đều là một cái sửa đổi. Trong trường hợp này chúng ta thử cái việc đầu tiên là chúng ta sửa đổi cái file này edit, nó nằm ở đây, cái màn hình này hơi nhỏ ha. Các bạn có thể edit trực tiếp trên giao diện web hoặc là các bạn sửa ở trên máy tính rồi các bạn commit lên cũng được. Này tôi demo là sửa trực tiếp trên giao diện web. Thì điền vào trong đây cái cột cuối cùng. Chúng ta nhớ ghi lại là chúng ta sửa đổi cái gì ha. Thì đây nó ghi sẵn là update cái gì đó, nhưng cái tên update này không có ý nghĩa ha, chúng ta phải ghi lại. Thì đây chúng ta thấy là nó thông báo chúng ta là chúng ta phải dùng pull request. Đây. Thì nó tự động nó nhảy đến cái pull request của chúng ta luôn. À cái này không có ảnh hưởng gì hết, bởi vì tôi là người sửa đầu tiên cho nên là chắc chắn là được. Không có bị conflict với người khác. Thì là ok. Rồi create pull request. Create pull request. À thì cái pull request có cái tên ha, cái tên nãy mình đã nhập rồi ha. Các bạn có thể ghi cái trong đây là cái comment chi tiết hơn, còn này cái tên tiêu đề. Rồi. Bây giờ cái này nó yêu cầu là cái bạn creator này là muốn merge, là muốn trộn ha, cái commit này với lại cái repo gốc. Rồi muốn thôi. Thực tế là giáo viên phải đi check ha. Ví dụ giáo viên ở trong cái hướng dẫn thực hành này, giáo viên vào trong cái pull request của hướng dẫn thực hành thì giáo viên sẽ thấy đây, sẽ thấy cái này ha. Thì giáo viên có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Và có thể comment để mà trao đổi nếu mà có vấn đề. Thì trong trường hợp này, ví dụ như là tôi không chấp nhận bởi vì cái request đó là tôi để test thôi mà, thì tôi đóng nó lại và tôi không chấp nhận.
Ở trên là merge đó, tôi không có merge. Là trộn, có lẽ là chấp nhận á, là chấp nhận trộn cái sửa đổi đó vô trong cái bản gốc ha. Comment là nói chuyện qua lại thôi. Nó không có tác dụng gì hết, nó chỉ nói chuyện giữa người với người thôi. À. Rồi tiếp theo. Ví dụ như chúng ta ở trong cái nhóm test. Đây. Chúng ta có sửa đổi gì đó, à, chúng ta muốn giáo viên xem xét qua. Ví dụ như cụ thể, chúng ta tạo wiki đi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm cái cú pháp mà các bạn viết à, thì cú pháp wiki thì nó có những cú pháp riêng ha. Rồi các cú pháp mà MD là markdown nó cũng có thể viết những cái như là highlight rồi vân vân, in nghiêng in đậm à. Sau khi tạo wiki thì tôi muốn giáo viên vào xem, vậy thì lên cái trang hướng dẫn thực hành ha, cái repo hướng dẫn thực hành. Các bạn nên copy luôn cái link ha, copy. Rồi. Chúng ta tới cái trang hướng dẫn thực hành. Chúng ta tạo một cái issue. Issue cột ở đây ha. Mặc định của nó là code. Thì hiện tại chưa có issue nào hết, thì chúng ta tạo một cái new issue. Thì bất kỳ cái gì mà khi mà đưa lên giáo viên, các bạn nhớ ghi tên của nhóm ha, ví dụ đây là nhóm test. Tất cả những cái link thì nó sẽ tự động nó parse ra thành cái link mà người ta có thể nhắc được. Còn nếu các bạn muốn cái này nó trở thành máy luôn thì chúng ta ghi như vậy. Chúng ta thử preview xem nó ra sao. Đó thì nó sẽ là cái tên là như thế này và cái link nó nằm, chúng ta sẽ nhắc vào được. Ok, submit new issue. Thì các bạn làm gì thì đỡ mất công cho giáo viên thôi, thay vì giáo viên phải vô trong cái nhóm test rồi vô trong cái đó, giáo viên chỉ cần nhắc cái link thì giáo viên sẽ thấy được ngay cái phần của mình. Rồi đó là hai cái mà chúng ta thường dùng nhất để mà trao đổi ha. Còn ngay cả bên trong cái nhóm test của chúng ta cũng có thể sử dụng những cái đó, và chúng ta thường sử dụng nhất là cái issue này, cái nhóm test. Thì chúng ta có cái vấn đề đó cần trao đổi với nhau ha, bắt hoặc là vấn đề nâng cấp hay gì sửa chữa gì đó, chúng ta tạo issue cho chính cái nhóm của mình. Rồi pull request thì khá ít dùng, nhưng mà trong trường hợp mà như nãy tôi nói đó, là nếu mà một người mà không phải sửa đổi trực tiếp cái phần mà mình trực tiếp đảm nhiệm á, thì mình nên pull request thay vì mình commit trực tiếp vô. Thì cái người mà trực tiếp đảm nhiệm sẽ review cái đó và xem là có merge hay không, là có chấp nhận cái đó hay không. Rồi, đại khái là vậy ha.
người tôi sẽ upload cái này